Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là mùng ba Tết, đại chúng về đông đủ là bởi vì thầy thấy là những người mà có mặt trong ngày mùng một lại có mặt trong ngày mùng hai và cũng có mặt trong ngày bốn mùng ba Tết. Cái đó muốn nói lên được rằng là cái lòng mà muốn tỏ tường thêm về cái trí bát nhã vô thường của quý vị nó rất là mạnh. Nói chung là cái tâm tha thiết muốn biết về cái trí bát nhã vô thường. Thì quý vị biết là mùng 1, mùng 2 thì Thầy đã khai mở cho đại chúng biết rằng cái trí bát nhã vô thường của những bậc giác ngộ khác là cái trí của phàm phu, phải không? Mấy hôm nay đại chúng về có cảm nhận lại được không? Có cảm được cái điều quý thầy nói không? Có nghĩa là cái trí của phàm phu là sống trong bóng tối và sống trong tưởng tượng và không có tuệ giác, cho nên cái thấy biết của mình là toàn là học thật, không có rõ, nhưng mà mình lại tin vào cái thấy biết của mình. Còn cái thấy biết của cái bậc giác ngộ là thấy như thị, là lúc đó thấy của cái người mà ở trong ánh sáng, cho nên là nó như thế nào thì thấy nó như thế. Thế đó thì cái kinh Bát Nhã nói về cái thấy biết của bậc giác ngộ. Cái thấy biết của bậc giác ngộ nó không giống như cái thấy biết của phàm phu, nhưng phải cho đại chúng biết được cái thấy biết của bậc giác ngộ để đại chúng có cái lòng tha thiết muốn tu tập và trở về được với cái thấy biết của bậc giác ngộ, đúng chưa? Tại vì mình có được cái thấy biết của bậc giác ngộ thì mình mới thoát khỏi những vô minh, tham ái và sân hận. Là bởi vì khi mình có được cái thấy biết của bậc giác ngộ thì cái thấy đó nó là như thị rồi, nó không còn thấy trong sự tưởng tượng, mà giống như hôm mùng một Tết thầy nói rằng là ở trong bóng đêm, cái thấy của mình là cái thấy là thấy của bóng ở trong bóng đêm, cho nên nhìn sợi dây cho là con rắn. Quý vị theo kịp không? Thầy nhắc lại một tí để cho người mới có thể theo kịp cái bài kinh Bát Nhã mà chúng ta đã được đi qua vào ngày mùng một, mùng hai và mùng ba hôm nay. Và khi mà mình tụng kinh Bát Nhã thì bởi vì cái thấy biết của mình không phải là cái thấy biết của bậc giác ngộ, cho nên những gì bậc giác ngộ nói ra thì mình sẽ không hiểu. Nhưng không hiểu không có nghĩa là không có, phải không? Có cái thấy biết của bậc giác ngộ, nhưng nếu không nói thì mình sẽ không biết là có cái thấy biết đó. Nhưng mà cho dù nói mình cũng chẳng hiểu đâu. Tuy nhiên biết còn đỡ hơn là không biết. Tại vì biết để rồi mình nếu có cơ hội thì mình sẽ được làm sao tu tập để có được cái trí bát nhã vô thường. Tại vì sao? Tại là mình là người đệ tử Phật, phải không? Mà Phật là gì? Ngay khi mà Ngài thành Phật thì Ngài có cái gì? Ngài có cái trí bát nhã vô thường. Khi mà một vị có cái trí bát nhã vô thường á, và sống được cái trí bát nhã vô thường thì nó gọi là bậc giác ngộ, đó là Phật, hay không? Cho nên mình theo đạo Phật thì mình phải biết đạo Phật là đạo giác ngộ, Đức Phật là bậc giác ngộ, và mình đi theo Phật là mình phong làm sao để mình được giác ngộ, là mình có cái trí bát nhã vô thường. Mà cái trí bát nhã vô thường đó không phải mình hiểu mà mình sống được, mà mình phải được tu tập để làm sao mình được thể nhập vào cái trí bát nhã vô thường.
Quý vị nhớ không? Mà ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng ta vì một đại sự nhân duyên mà có mặt trên đời này, nhằm mục đích là gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí, tri kiến. Đó là thể nhập vào cái trí bát nhã vô vô sự. Thấy chưa? Thấy rõ ràng là mục tiêu chỉ phải là giác ngộ. Mục tiêu phải làm sao thể nhập được cái trí bát nhã vô thường. Bởi vì về cái trí bát nhã vô thường thì cái thấy biết của mình mới là như thị. Cái thấy đó nó không có bị điên đảo mộng tưởng. Cái thấy đó là cái thấy rất là tỏ tường, rất là tròn sáng. Và cái thấy đó gọi là cái trí bát nhã vô thường. Mà quý vị biết rằng khi Đức Phật thành đạo là Đức Phật thể nhập cái trí bát nhã vô thường thì Ngài nói rằng là tất cả chúng sanh đều có khả năng thể nhập vào cái trí bát nhã vô thường. Thấy chưa? Quý vị nhớ chỗ này không? Thật ra cái trí bát nhã vô thường đó ai cũng có khả năng để mà trở về được cái trí bát nhã vô thường. Nhưng mà bây giờ mình không có được cái trí bát nhã vô thường, không sống được, mà mình sống với cái trí gì? Trí phàm phu, tức là trí của thế gian, là đầy những cái điên đảo mộng tưởng. Quý vị rõ chỗ này chưa? Thành ra hôm nay thầy nhắc lại là cái bài kinh Bát Nhã mà quý vị tụng mỗi ngày là cái đó là cái thấy biết của ai? Thấy biết của bậc giác ngộ. Mình đang đọc lại cái thấy biết của bậc giác ngộ. Thì cái thấy biết của mình và cái thấy biết của bậc giác ngộ nó sao? Nó chưa gì quý vị? Chưa có giống nhau, phải không? Cho nên mình nhờ mình đọc cái bài Bát Nhã thì mình phát nguyện tu tập làm sao để mà có được cái thấy biết như là cái thấy biết của Phật giác ngộ, đúng chưa? Thì mình đọc để làm vậy chứ nếu không tụng nó làm gì, phải không? Nhưng mà làm sao mình có được cái thấy biết đó thì mình phải có được cái bậc giác ngộ giúp cho mình có được cái thấy biết đó. Chứ nếu không mình làm gì mà đánh thức được cái thấy biết đó, phải không? Nếu mà mình đã đánh thức được cái thấy biết đó thì mình đã gì? Đã gì quý vị? Đã đánh thức rồi. Nếu mà mình có được cái thấy biết đó là mình đã có rồi. Mà nếu cho tới giờ này mình không có nghĩa là khả năng đánh thức mình nó chưa, nó không đủ sức rồi, thì mình phải gì? Mình phải đi cầu thỉnh. Cầu thỉnh vị nào mà đã có được cái trí bát nhã vô thượng đó rồi thì sẽ giúp đánh thức cái trí bát nhã vô thượng cho mình, đúng chưa quý vị? Còn nếu không thì cái trí bát nhã đó nó sẽ không bao giờ được đánh thức. Biết thì biết nhưng mà không sử dụng được. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái phần cái đoạn kinh Bát Nhã. Vì khi mà bậc giác ngộ đã có được cái trí Bát Nhã vô thượng rồi, cho nên nhìn thấy, lúc đó thì nhìn thấy gì? Năm uẩn vốn là không. Thì giờ năm uẩn là cái gì? Sắc. Sắc là cái gì? Cái thân này của mình. Sắc này, cái thân này. Hay không? Cái thân này mình cho là gì? Thật. Đúng chưa? Mình nhìn cái thân mình thấy cho cái thân sơ sờ là mình nói là với mình là gì? Mình cục về mình nói là không sao được thì mình thấy là gì? Thật. Nhưng mà bậc giác ngộ thấy nó là không. Phải không? À, rồi nó là sắc. Thọ. Thọ là gì? Vì mình thấy cái thân này là thật cho nên mình có cái cảm thọ là gì? Cái thọ nó cũng gì? Thọ, ví dụ mình thọ vui, thọ buồn, thọ sướng, thọ khổ thì cái thọ nó thành gì? Có thật không? Thật chứ. Là sắc và thọ này ha. Đúng chưa? Thọ là thật, thọ là cái cảm thọ. Cái thân này là thật thì cái thọ này nó phải thật. Rồi bây giờ cái tưởng,
cái tưởng là mình tưởng về cái thân này cũng lại trở lại cái thân này. Có gì mình nghĩ về cái thân này, nghĩ tưởng về cái thân này thì mình nghĩ về nó thì cái suy nghĩ mình về nó cũng là gì? Là thật, phải không? Và mình tiếp tục mình suy nghĩ về nó nữa, hành là gì? Là cái sự tiếp tục. Mình cứ liên tục nghĩ về nó thì là hành. Thì điều là cái suy nghĩ liên tục nó cũng là thật, đúng chưa? Và sau đó thì mình đồng ý cho tất cả những cái thấy biết của mình là thật thì gọi là thực. Thức là mình kết luận là còn tất cả cái thấy biết của mình là thật thì nó tạo thành là thức. Quý vị theo kịp không? Đây là cái thấy của phàm phàm phu, đúng chưa? Nhưng bậc giác ngộ lúc này nhìn thấy cả cái gọi là sắc thọ tưởng hành thức này, là lúc đó là tại vì sao? Tại vì họ đã gì? Họ đã có cái trí bát nhã vô thượng rồi. Là cái thấy biết, là cái thấy biết của bậc giác ngộ rồi. Cho nên khi nhìn lại cái thân này thì thấy nó là không. Tất cả cái sắc cái này, này, cái thân này nó cũng không có. Cái thọ mà thân không thì thọ nó cũng không. Tưởng nó cũng không. Hành nó cũng không. Thức nó cũng không, là bởi vì đã thấy được nó là không. Còn phàm phu thấy cái này là thật là không. Quý vị theo kịp không? Thành ra quý vị nghe như vậy thì mình thấy ủa, bậc giác ngộ, cái thấy của bậc giác ngộ sao nó thấy cái này là không, hay vậy. Nhưng thật sự là cái bậc giác ngộ thấy được cái này là không. Thấy không? Nó giống như là mình qua thầy nói quý vị rằng là mình đang nhìn thấy sợi dây, mình cho là con rắn, thì cái đó là cái ví dụ để cho mình dễ thấy thôi, cái đó là mình dùng cái chùm. Thì nó giống như cái lúc mà cái đèn nó vô á, là cái có là gọi là cái tuệ nha, cái trí giác vô thượng, thì lại nhìn ra rằng là ô, không phải là con rắn mà nó là sợi dây. Thì thầy nói cái ví dụ đó nó giống như là với con mắt của mình, con mắt phàm phu của mình phải thấy nó là thật thôi, mình không thể nói thấy nó là không được. Nhưng mà bởi vì mình chưa có con mắt trí tuệ, phải không? Mình chưa có cái trí mắt nhã vô thượng đó, cho nên mình thấy nó một cái là thật, phải không? Mà khi mà mình thấy năm uẩn là thật thì mình bị năm uẩn này nó chi phối và mình sẽ khổ đau với cái năm uẩn này, phải không? Mình phải sợ hãi, mình phải đấu tranh, mình phải bảo vệ, mình chống trái để cho là mình bảo vệ cái năm uẩn này. Nhưng mà Phật giác ngộ đã thấy năm uẩn này là không. Vậy thì nó khác nhau là khác cái gì? Nó khác cái gì giữa mình với bậc giác ngộ? Nó khác cái gì? Khác cái gì? Khác cái gì quý vị? Khác cái thấy. Cái thấy của phàm phu và cái thấy của bậc giác ngộ. Năm cũng thì nó vẫn là năm cũng. Nhưng mà nó khác nhau là khác cái thấy. Phàm phu bị sống trong mê, thấy năm cũng là thật. Bậc giác ngộ là mở được cái mắt tuệ rồi, cho nên thấy năm uẩn là không. Khi thấy năm uẩn là không thì cái sợ nó có mất rồi. Nhưng nếu năm uẩn là thật thì cái sợ có không? Sợ nó có. Theo thành ra nó khác nhau là khác cái thấy. Một cái thấy là trí bát nhã vô thượng nó thấy, một cái thấy là trí thế gian đó nó thấy. Quý vị thấy hai cái thấy chưa? Phải không? Nhưng mà vì nói như vậy xong rồi á, thì lại đâu có dừng chỗ đó đâu, lại muốn khai mở thêm cho đại chúng thấy. Đó là bậc giác ngộ khai mở thêm cho mình thấy rằng là xá lợi phất nghe đây, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Ủa sao sắc mà là không? Nên để sắc là cái thân này này, mình nói mình thấy thân là thân, rõ ràng cho nó về sao mà không. Mình thấy là thân chính là thật. Còn bậc giác ngộ thì thấy là sắc chính thực là không. Trước khi họ thấy luôn cả là trước khi có cái thân này, có cái thân này không? Cái thân này có không? Trước khi có cái thân này ở đâu? Chưa có. Thấy chưa?
nhiều yếu tố hợp lại thành, chứ nó tự nhiên nó đâu có tự nhiên nó lộ lộ thân này ra đâu, phải không? Mà do gì? Do tinh cha biết mẹ tạo, nó tụ lại thì nó mới thành. Thì bản chất của nó không thật, nó do nhiều duyên tạo tạo thành, phải không? Rồi khi nó tụ lại đó, lúc đó là từ từ nó hình thành lên, từ từ nó có mắt, từ từ nó có tai, từ từ nó có mũi, từ từ nó có thân, từ từ nó có không, đúng chưa? Là từ từ nó tạo thành, thì nó biến nó thành là sắc. Nhưng mà thật sự nó là từ gì? Từ không, có nghĩa là từ nó không có cái sắc này, là từ nhiều yếu tố tạo thành, thấy không? Sắc chính thực là không, là sắc này, nhưng mà thật sự nó từ không, là từ nhiều yếu tố nó tạo thành, chứ nó đâu có phải tự nhiên mà nó đã có cái thân này. Cái này có tự nhiên không? Bây giờ nó ra rồi thì mình thấy nó là tự nhiên, chứ thật sự nó không có tự nhiên. Nếu mà nó thiếu một những yếu tố đó thì nó không thành cái thân này, thấy không? Nếu nó tiến, ví dụ nó tiến, nó có tinh cha, nó có huyết mẹ, nó có trứng á, thì nó thành không? Nó cũng không thành. Nó có trứng mà nó có tinh cha, nó cũng không thành. Thì như vậy là nó tụ, nhưng mà nó có rồi chưa chắc nó thành, nếu mà nó được nuôi dưỡng, phải không? Mà đến khi nó nuôi dưỡng chưa đủ ngày tháng thì ở trong đó nó có mắt không? Có mắt không? Có tai không? Có tai chưa? Có mũi chưa? Có lưỡi chưa? Có thân chưa? Có! Lúc đó nó có cái gì hết, nó chỉ mới có cục máu rồi, phải không? Thì cái bậc giác của nó nhìn suốt như vậy rồi, nó thấy là có gì nhìn về nó từ không, phải không? Thì có phải nhưng mà từ không có cái đó, nó tạo thành từ không có cái đó, bây giờ tự nhiên nó tạo thành cái thân này, có phải là không chứng thực là sắc, thấy chưa? Quý vị theo kịp không? Từ không bây giờ thành có, nhưng mà từ cái có đã từ là mới không có mà thành có, theo kịp không? Quý vị từ từ tỉnh táo lên rồi nghe thầy khai mở, tại vì cái thấy này là cái thấy của bậc giác ngộ, cho nên mình nghe mình thấy sao? Nó không giống như bây giờ kể chuyện ngoài đời là quý vị sao, ngoài kia bán chậu cúc bao nhiêu tiền, chậu lan bao nhiêu tiền, rồi cơm này, cơm sườn, cơm tấm, rồi cơm này, thì nghe tới đâu thì mình sao? Nghe tới đâu thì mình sao? Hiểu tới đó, còn giờ nghe cái đây cái chơi với là tại cái chuyện này nó là chuyện của mình, chuyện này là chuyện cái thấy của bậc giác ngộ, quý vị đúng không? Cho nên mình nghe giữa mình và mình với cái câu chuyện nó nghe nó giống như chuyện của tất vậy, hoặc là huyền thoại vậy đó. Nhưng mà kể nó cứ sao cứ nghe đi ha, tại vì nếu không nghe sao biết, nhưng mà giờ biết mới chịu phát tâm cầu giác ngộ, phải không? Thì bây giờ nếu sắc là cái thân này là nó không, nó từ không mà nó thành, và bây giờ không chứng thực là sắc, sắc chứng thực là không, có phải là không mà thành có, là có tự thành, nó từ không, thấy chưa? Thì cái này mà nó không thì thọ tưởng hành thức, cái này không có thì cái thọ nó có không? Cái này có cho nên nó có cái gì? Cái thọ. Mà nếu thấy cái này là không rồi, bây giờ lúc mà cái mới là cái tinh cha huyết mẹ mà tụ lại, nó máu nó có thọ không? Nó có không? Nó có sắc thân này chưa? Nó có ra cái hình thân này chưa? Chưa. Nó có thọ, nó có thọ, phải không? Mà nó có tưởng không? Nó có hành không? Nó có thức không? Nó có hình thành cái thức trong nó chưa? Nó chưa, thấy chưa? Nó có. Thì thọ, tưởng, hành và thức cũng đều như vậy, tức là nó có mà nó là tưởng. Từ không, thọ, tưởng, hành và thức cũng đều như vậy cả, phải không? Giờ nay hỡi xá lợi Phất, các pháp vốn không tướng, phải không? Nè, những cái pháp đó, bây giờ cái bản chất của cái thân này trước nó có tướng thân này không? Nó có không? Nó có cái tướng thân này không? Nó vốn là từ không có cái tướng thân này, rồi nhiều duyên nó tụ thành là tướng thân này, cho nên gọi là nó không có cái tướng cố định, mà do nhiều duyên tạo thành thì nó tạo ra cái tướng này, thấy không?
của những cái cứng đó nó có thật không? Có không? Quý vị theo kịp không? Nó có thật không? Những cái tướng này là nó có thật, nó do gì? Nó cho nhiều viên tạo tạo thành thì nó mới hình thành ra cái tướng, cái tướng này, phải không? Các pháp vốn không tướng, mà nếu nó đã không có cái tướng, nó hình thành cái tướng này thì nó có, nó phải có tướng thì nó mới có sanh và nó có mới có diệt. Nhưng nếu nó không có thì có sanh không? Cái này có thể nhớ là cái này là cái trạng thái của bậc giác ngộ đang nói xuống cho mình nghe nha, chứ không phải là trạng thái của mình đang thấy biết. Cho nên mình cứ nghe để nghe cái câu chuyện của bậc giác ngộ nói chuyện. Quý vị hiểu thầy nói không? Mình đang nghe bậc giác ngộ kể chuyện cho mình nghe, chứ không phải là mình nghe cái chuyện của mình. Cho nên cái nghe của mình và cái câu chuyện nó trở thành gì? Nó chưa phải là một với mình. Cho nên mình cứ nghe, phải không? Các pháp vốn không tướng. Tại sao gọi là không tướng? Lần nãy mình nói là tại vì do gì? Giống như bây giờ là cái nhà này, trước đây nó có cái tướng nhà này không? Trước đây có không? Trước khi mà cái thiền viện này nó có mặt thì nó có tướng của thiền viện này không? Không, thấy không? Thì như vậy thực chất của nó là có tướng không? Có không? Không tướng. Như vậy do gì? Từng xi măng, rồi gỗ, rồi đất, rồi nước, rồi kẽm, rồi mọi thứ xi măng tạo thành thì nó phải là có cái tướng, tướng này. Thấy không? Chứ bản chất nó không, không có tướng. Mà nếu nó không có cái tướng này thì nó có cái sanh không? Nếu bản chất nó không có thì nó có cái sanh không? Là nó có cái sống không? Nó không có cái sống. Mà nếu nó không có cái sống thì nó có cái chết không? Không có cái chết. Chẳng sanh cũng, các pháp vốn không tướng, cho nên chẳng sanh cũng chẳng, chẳng diệt, phải không? Mà nếu mà nó không sanh không diệt thì nó có dơ có sạch không? Nó đổ cái này xuống rồi, nó có cái tướng này, nó đổ xuống nó mới thành đống dơ. Còn giờ chúng ta có cái đống cái dơ này, dơ với lạ sạch, thấy không? Vì có tướng cho nên mới có sanh có diệt, vì có tướng nên mới có dơ có sạch, vì có tướng nên mới có thêm có bớt, có nhiều có ít, thấy không? Mà nếu nó không có cái tướng thật tướng đó đó, cho nên trong không đó không có gì. Các pháp vốn không tướng, chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng dơ cũng chẳng sạch, chẳng thêm cũng chẳng bớt. Cho nên trong không đó chẳng có sắc thọ tưởng, thấy không? Chẳng có sắc, nó có nhưng nó có cái tướng sắc, không có cái sắc thọ tưởng cho đến hành và thức, thấy không? Chẳng có mắt tai mũi, tại vì nó do là mọi thứ tụ lại thì nó không có thọ tưởng. Cho nên nó có mắt không? Có mắt không? Có tai không? Có mũi không? Nó giống như cái lúc mà đứa bé nó mới tự lại thành cục máu ở chỗ đó, nó có mắt không? Có tai không? Có mũi không? Có lưỡi không? Có thân không? Có ý không? Không có. Thấy không? Chẳng có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mà khi không có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì có sắc thanh hương vị xúc pháp không? Là tại vì có cái này nó cứ hình thành thì có mắt thì mới có gì nhìn thấy cái đối tượng là sắc, phải không? Với nghe tai, có tai mới nghe âm thanh, có mũi mới khởi mùi, có thân mới xúc chạm, có ý mới khởi lên niệm phân biệt. Bây giờ nếu cái thực chất của cái tướng này nó không thật thì cái kia nó có tồn tại, mà khi cái mắt tai mũi lưỡi thân ý nó không tồn tại thì lấy cái gì mà thấy được sắc thanh hương vị xúc? Mà nếu hai cái sáu căn mà không có mà thì làm sao có sáu trần? Mà siêu sáu trần không có thì làm gì sanh ra sáu thức? Thành ra là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức và ý thức, nó cũng không có, phải không? Quý vị thấy rõ chưa này chưa?
Nhưng mà nhớ, nghe nghe chứ mà. Sao? Giống như gì? Vịt nghe, nghe sóng. Nhưng mà biết đâu vịt tự nhiên ngày nào cái vịt hóa thiên gì? Thì nghe, muốn đố. Bây giờ kể như là vịt là Phật nghe thì sao? Nghe thấy cả là Phật cũng hiểu hết. Nhưng không sao đâu, hy vọng quanh đây vịt hóa thành thiên. Thiên nghe, tự nhiên ấy. Ồ, tự nhiên nhận ra đó. Tại đó không sao, tại đó chuyện biết của vị nãy giờ đã nghe biết của vịt đó là Phật kìa. Sư lệnh Phật cái em nó gì vậy? Ráng dữ lắm, nó ráng, ráng mà không. Không gì? Sao hiểu nổi? Thấy không? Hiểu được là gì? Là cái việc là gì? Bằng giác ngộ rồi. Thấy không? Nhưng mà kệ phàm phu phu ráp biết mọi chuyện. Chuyện của người giác ngộ cũng là gì? Cũng là cái phước lớn rồi. Phải không? Ở trong kinh Đức Phật đó là Phật pháp cao sâu không gì sánh. Cái chỗ đó nó cao lắm. Nó bao la, nó rộng lớn lắm. Ngàn năm nào dễ gặp được đâu, nó phải dễ đâu mà gặp. Thấy không? Gặp cũng biết nữa. Thấy không? Nay con nhận rõ con đường sáng, mình biết mà nó có cái gì sáng á. Xin nguyện hành thân lý niệm màu. Mình nguyện từ từ mình thâm nhập. Mình thâm nhập đến một ngày nào đó mình mong mình có. Mình có cái trí bát nhã thì mình mới nhận ra được. Nghe, chứ không có phải dễ đâu. Đó. Thầy mình ở trên đây thầy nói là bảo đảm quý vị dưới đó là gì? Ngáp đó. Ngáp hoặc là gì? Là gì? Cảm ơn. Biết cảm ơn không? Hả? À? Thấy không? Chứ gọi là vừa Paris Pai Nai mà mở lên là sao? Hả? À? Là sao? Những cái bài hát rồi những cái chuyện quê hương, chuyện đất nước là mình nghe tới đâu là gì? Là sao? Tình yêu quê hương, đất nước hoặc là gia đình kia là mình nghe tới đâu là sao? Là nó tỉnh là biết là sao? Là bởi vì nó ở trong cái thế giới của mình. Còn như mình nghe đây là nó cái này với mình nó có liên quan. Cho nên mình có cái cảm giác là mình hơi bị gì? Chới với có không? Có cảm giác không? À, có chơi với. Nhưng mà muốn nghe nữa không? Ừ. Muốn nghe nữa không? Vậy thì cái câu là xá lợi Phất nghe đây, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Thọ, tưởng, hành và thức cũng đều như vậy cả. Này hỡi xá lợi Phất, các pháp vốn không tướng, chẳng sanh cũng chẳng diệt, chẳng dơ cũng chẳng sạch, chẳng thêm cũng chẳng bớt, cho nên trong không đó chẳng có sắc thọ tưởng cho đến hành và thức, chẳng có mắt tai mũi cho đến lưỡi thân ý, chẳng có sắc thanh hương cho đến vị xúc pháp, chẳng có thức nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý. Bây giờ chẳng hề có vô minh, cũng chẳng hết vô minh. À, cái chỗ này sao? Vì mình chấp cái này là thật cho nên mới có mê, cho nên mới chấp, cho nên mới có vô. Vô mình bậc giác ngộ đã nhìn thấy nó như vậy rồi thì còn vô minh không? Thì bậc giác ngộ còn vô minh không? Cho nên gọi là ngay chỗ đó nó thấy là nếu đã thấy nó là không rồi, tại vì người mê thấy nó đã thật, mà khi thực chứng nó là không thì cái vô minh nó còn không? Thì chẳng hề có vô minh, cũng chẳng hết có vô minh. Thấy chưa? Mà nếu mà nó không vô minh, cũng thấy vô minh là thoát được cái thấy rồi. Là cái thấy này là cái thấy bắt đầu, cái thấy của người có giác, có tuệ giác rồi. Và cho đến chẳng già chết, cũng chẳng hết già chết. Nếu nó không, thì có chỗ nào là già chết? Và cái nào là hết già chết? Thấy không? Cũng chẳng có già chết, cũng chẳng hết già chết, chẳng khổ tập diệt đạo. Vì sao mà mình khổ? Vì mình mê, mình chấp nó là thật, cho nên mới khổ. Khổ cho nên mới tìm con đường thoát khổ. Còn lúc này bậc giác ngộ đã thoát ra rồi, đã có cái nhìn là đã thấy
không rồi thì còn khổ không? Mà nếu không có khổ thì có tập không? Có nguyên nhân khổ không? Có con đường nghiệp khổ không? Và có dứt khổ không? Lúc đó là dứt khổ chưa? Cái thấy của bậc giác ngộ, lúc đó bậc giác ngộ đã thoát ra khỏi khổ tập diệt đạo chưa? Thì nó hết rồi. Thì cho nên là cho nên đối với bậc giác ngộ là không còn gọi là không còn vô minh, cũng chẳng hết vô minh, cho đến khi già chết cũng chẳng hết già chết, chẳng khổ tập diệt đạo, chẳng trí cũng chẳng đắc. Thì vì có khổ tập diệt đạo cho nên mới muốn có tuệ giác, mới có giải thoát. Nhưng mà bậc giác ngộ rồi thì còn có nói cái chữ là trí và đắc đúng không? Tại vì ở trong bóng tối thì mới muốn được ánh sáng. Về cái ánh sáng thì còn có nói là tôi muốn về ánh sáng nữa không? Tôi có muốn thoát cái bóng tối nữa không? Người ở trong, người đã mở mắt rồi, người đã có đèn rồi, thì người đó có nói là tôi muốn làm sao để qua ánh sáng không? Thì cho nên gọi là gì? Chẳng trí cũng chẳng đắc. Vì chẳng có sở đắc là không có chỗ được nữa, là tại vì đã mở được cái tuệ giác, đã có cái trí đắc nhã rồi. Thấy không? Vì chẳng có sở đắc thấu suốt được như thế, và thấy được thực chất của nó là không rồi, thì sống bằng gì? Trí bát nhã, là sống bằng, lúc này là sống bằng trí bát nhã, là sống bằng cái ánh sáng giác ngộ. Phải không? Sống bằng trí bát nhã. Sống bằng trí bát nhã là sao? Hàng ngày thì mình là sống bằng cái trí của phàm phu, cho nên thấy mọi thứ là thật và chấp vào mọi thứ là thật, cho nên nó sanh ra thân này là thật, cảm thọ này là thật, tưởng là thật, hành là thật, thức là thật. Mà thân là thật thì mắt là thật, tai là thật, mũi là thật, lưỡi là thật, thân là thật, và sức là tức là thật. Thấy không? Mà nếu mà cái này là thật thì sắc thanh hương vị xúc pháp nó là thật. Mà sắc thanh hương vị xúc pháp là thật thì những cái ý thức điều là thật. Mà nếu nó thật thì phải có già và có bệnh và có chết. Mà sống và chết thì con người ta không có muốn, cho nên phải muốn gì? Muốn tu tập để mà giác ngộ, để thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Phải không? Đó, thành ra phải có cái chỗ là giác ngộ và thoát khỏi cái khổ đau. Còn bậc giác ngộ là đã gì? Họ đã về với cái thể thanh tịnh, có nghĩa là họ mở mắt hoàn toàn rồi, họ đã nhìn thấy cái đó là không rồi, thì họ đã thoát khỏi mọi khổ đau rồi. Cho nên sống lúc nào sống bằng trí bát nhã. Ngài chẳng còn quá ngại, cũng chẳng có sợ hãi, có gì đâu nữa sợ. Thì biết nó là gì rồi, cũng như là tỉnh ra thấy sợi, cái này là sợi dây, không phải là con rắn, thì còn sợ không? Hết rồi thì dứt hẳn mọi mộng tưởng. Thấy không? Ngài chẳng còn quái ngại, cũng chẳng có sợ hãi, lìa hẳn mọi mộng tưởng, dứt mộng tưởng rồi. Còn cái người ở trong bóng tối hồi nãy là vẫn còn gì? Mộng tưởng. Còn cái này là dứt mộng tưởng rồi, hết rồi. Giống như là đèn vô cái tưởng tượng cho là con rắn nó dứt luôn, thì tưởng thấy cái này là thật, dứt luôn cái thấy kia, nó hoàn toàn lấy ra cái thấy của trí giác bát nhã. Hay không? Thành ra lìa hẳn mọi mộng tưởng, dứt hết mọi điên đảo là gì? Cuộc sống của mình có thấy điên đảo không? Mình suy nghĩ, mình tưởng tượng, rồi mình đoán cái này, mình đoán cái kia, rồi mình làm cho mình điên đảo cho mình hết. Quý vị có hiểu cái trạng thái điên đảo không? Mình có bao giờ trải nghiệm sự điên đảo không? Nó điên đảo, nó suy nghĩ, nó tưởng tượng, nó tính toán, nó giật giờ, nó mệt mỏi. Mình sống trong cái ảo tưởng, sống trong cái suy nghĩ của mình, mình tin vào cái suy nghĩ của mình là thật. Cái đó gọi là điên đảo, mộng tưởng. Nhưng mà mình ra không được là bởi vì mình đang bị cái bóng tối của vô minh nó bao trùm mình. Và mình tin cái điên đảo của mình là gì? Là thật. Mình tin cái mộng tưởng của mình là thật. Thấy không? Mình tin cái suy nghĩ của mình là thật, nhưng mình không biết mình ở trong cơn
thông minh. Thấy không? Lìa hẳn mọi vọng tưởng, dứt hết mọi điên đạo, đạt cứu cánh biết. Niết bàn là vào trong cái thể thanh tịnh hoàn toàn, dứt hẳn luôn. Nghĩa là người đó là không bao giờ trở về lại với bóng đêm. Người đó vô cùng ánh sáng hoàn toàn và là trí bát nhã vô thượng, đạt cứu cánh niết bàn. Phải không? Chư Phật trong ba đời, à bây giờ là chư Phật trong ba đời là về đây là chư Phật là gì? Không có cái tướng này. Chư Phật có tướng không? Có tướng không? Chư Phật có tướng không? Có tướng không quý vị? Không. Khi nói tới Phật là nói tới gì? Cái trí bát nhã vô thượng. Thấy không? Cái tướng chỉ là gì? Là cái hiện thân thôi. Chứ họ cái tướng là chỉ là phương tiện thôi để đổ sanh thôi. Cái tướng là cái thuyền mà đưa người qua sông thôi. Không. Chư Phật trong ba đời là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Là cái gọi là trí bát nhã vô thượng của chư Phật, là cái bậc giác ngộ trong ba đời, là bậc giác ngộ trong quá khứ, bậc giác ngộ trong hiện tại và bậc giác ngộ trong vị lai, đều sống chung vào cái thể cái trí bát nhã vô thượng. Chư Phật trong ba đời sống bằng trí bát nhã, họ cùng một gì? Đồng một thể thanh tịnh, đồng một trí bát nhã, thân tuy có khác nhưng mà cái chỗ về là một, cái thấy biết là một. Quý vị hiểu không? Cũng như cái thấy biết của phàm phu, thân có khác nhưng mà phàm phu đều thấy giống nhau, đều thấy nó là thật giống nhau, đều chắc nó là thật giống nhau. Cho dù phàm phu là nam là nữ, là tăng là ni, là già là trẻ, là tôn nam giáo này tôn giáo kia, cũng đều có cái thấy biết giống nhau, là cho cái thân này là thật, thọ là thật, tưởng là thật, hành là thật, thức là thật. Thấy không? Còn thấy phàm phu họ có cái thấy giống nhau không? Nhưng mà bậc giác ngộ, cho dù thân có khác là nam là nữ, là già là trẻ, là việt hay là tây hay là tàu, thân họ có khác nhưng mà cái thấy biết họ đều giống nhau, là thấy bằng trí bát nhã. Thấy không? Chư Phật trong ba đời sống bằng trí bát nhã vào chánh đẳng chánh giác, là từ đó mà hòa nhập vào cái chánh đẳng chánh giác luôn, về hoàn toàn cái thể thanh tịnh, gọi là cái biển giác giác ngộ, hòa chung vào cái biển giác ngộ. Quý vị hiểu không? Mình là hòa chung vào biển gì? Biển mê. À, chúng ta là hòa vào biển mê, gọi là tây tàu trắng đen gì đó, cùng vào một biển là biển mê. Còn chư Phật trong ba đời sống bằng trí bát nhã vào biển giác giác ngộ, hòa vào nắm thể thanh tịnh, là vào chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà cái hay tại chỗ hay này, tại sao chư Phật trong ba đời sống bằng trí bát nhã hòa vào cái chánh đẳng chánh giác rồi thì thôi ở trong đó cái sướng đi chứ đi đâu nữa, phải không? Nhưng mà sao vậy? Nên phải biết rằng từ nơi trí bát nhã, thấy không, từ nơi trí bát nhã, từ trong cái thể thanh tịnh trong suốt rộng rang tỏ tường, từ nơi trí bát nhã khởi hành động vô thượng. Đây là tâm nguyện, cái này là đại bí bí tâm. Theo từ ở trong cái thể thanh tịnh đó, nhìn thấy tất cả chúng sanh vì chưa mở được cái trí bát nhã vô thượng, đang sống trong mê, cho nên khởi hành động vô thượng, tức là phát cái nguyện đi vào cuộc đời này, phải không? Khởi hành động vô thượng, khởi ngôn từ đại minh, là khởi những cái ngôn từ tuôn ra, khởi ý tưởng thì nghĩa là tất cả những cái phương tiện diệu dụng để làm sao cho tất cả chúng sanh biết rằng ai cũng có khả năng giác ngộ, có nghĩa là phải mở cái trí bát nhã, mở cái tuệ giác để thoát khỏi cái cơn mê, thấy không? Từ trong cái biển thanh tịnh, từ trong cái tự tánh thanh tịnh
mà phát cái lại đi, bị tâm nhìn thấy tất cả chúng sanh nếu không bước vào thì ai là người có thể đánh thức những người này vậy? Tại vì họ đang quay cuồng trong biển mê, đang sống trong điên đảo mộng tưởng, cho tất cả cái thấy biết của mình là thật và vui buồn khổ đau trong cái thấy biết của mình. Cho nên bậc giác ngộ đã khởi đại bi, bi tâm từ trong cái thể thanh tịnh đó, đại bi tâm xuất hiện và tất cả cái phương tiện, cái diệu dụng từ trong cái thể thanh tịnh đó bắt đầu ứng ra, bước vào cuộc đời này, từng bước khai mở điểm hóa cho mọi người. Làm sao có được cái tuệ giác, là có được cái trí bát nhã vô thượng, thấy không? Thành ra từ nơi trí bát nhã khởi hành động vô thượng, khởi ngôn từ đại minh, khởi ý tưởng tuyệt đỉnh để làm gì? Xóa tan tất cả cả khổ, giúp cho mọi người xóa tan tất cả cả khổ, là giải thoát tất cả cái vô minh tham ái và sân hận. Đó là cái nguyện của những bậc giác ngộ bước vào cuộc đời này để làm cái điều đó, xóa tan tất cả khổ. Điều này là sự thật, đó là sự thật, đó là chân lý, đó là cái chỗ về của bậc giác ngộ và đó là cái đại bi tâm của bậc giác ngộ và đó là cái phương tiện diệu dụng của bậc giác ngộ bước vào cuộc đời này để làm sao khai mở cái tuệ giác cho chúng sanh. Chỉ có khi nào tuệ giác ở trí bát nhã vô thượng của mình nó có mặt thì mình mới thoát ra khỏi cái cơn mê là vô minh tham ái và sân hận, thì lúc đó mình mới sống được tự do tự tại. Quý vị thấy chỗ này không? Thành ra là khởi hành động vô thượng, khởi ngôn từ đại minh, khởi ý tưởng tuyệt đỉnh, xóa tan tất cả khổ, điều này là sự thật. Vì vậy mà tuyên dương trí bát nhã vô thượng, thấy chưa? Bây giờ mới là mới cái trí bát nhã vô thượng là nó vô thường, nó không phải là cái trí của thế gian. Cái trí của thế gian là do mình học hỏi, mình vay mượn, mình tin, mình lấy vào để mình tạo thành cái trí của thế gian. Cái trí của thế gian nó rất là giới hạn. Cái trí của thế gian là do vì mình ở trong mê mà mình hình thành cái trí thế gian. Còn cái trí bát nhã không phải do học hỏi, nó là một cái dạng vô sư trí, nó không do học mà nó thành, vốn ở nơi mỗi người. Nhưng mình bị cái trí thế gian này nó đã che lấp và cái trí bát nhã không có cơ hội để trỗi dậy và nó sống với cái trí bát nhã, thấy không? Đó là vì vậy mà tuyên dương trí bát nhã vô thượng, nó là vô thượng, nó là cao tột, không có cái gì trên thế gian này có thể so sánh và đo lường được với cái trí bát nhã. Và cái trí bát nhã này nó không bao giờ bị sanh và không bao giờ bị diệt. Cái trí thế gian nó có sanh và có diệt, nó có đến và nó có đi. Nhưng cái trí bát nhã là nó lúc nào nó cũng có mặt, lúc nào nó cũng tỏ tường, lúc nào nó cũng rõ ràng, lúc nào nó cũng thường biết. Thế vì vậy mà tuy nhiên trí bát nhã vô thượng. Và cái trí bát nhã vô thượng nó có cái công năng gì? Vượt thoát tất cả mọi dính mắc mê lầm qua đến đời bên kia. Nó có một cái công năng rất là lớn, có nghĩa là khi mà cái tuệ giác nó có mặt, nó giống như trong này một cái bóng tối nó đang bao trùm cái phòng này mà cái đèn nó bật lên một cái thì bóng tối tự nhiên sao tan biến ra, không cần làm gì. Nó có một cái power rất là lớn, nó có một cái năng lực rất lớn, là chỉ cần bật được cái ngọn đèn lên là cái tuệ giác có mặt, tất cả bóng đêm nó tan biến và những cái ảo tưởng trong bóng đêm nó cũng gì, nó cũng tan biến. Quý vị hiểu không? Nó giống như ví dụ cái phòng này nó tắt đèn thì cái ảo tưởng chúng ta nó có mặt, là nhiều khi chúng ta đoán cái này là cái gì, cái này là cái gì, cái này là cái gì, cái đó gọi là ảo tưởng. Tức là mình ở trong bóng tối thì mỗi người đều đoán mọi thứ khác nhau, nhưng mà cái chớ chiêu là mỗi người lại tin vào cái đoán của
của mình. Quý vị hiểu không? Nó giống như bây giờ, một ngày đó, vô tình thầy đưa tất cả 20 người này vào một cái phòng tối, ở trong đó thầy để rất là nhiều đồ, thì bảo đảm mỗi người sẽ bắt đầu sao? Mọi người đâu có thấy gì đâu, mọi người bắt đầu gì? Thầy hỏi cái này là gì, cái này là gì, cái này là gì, thì mỗi người sao? Đoán, thấy chưa? Thì cái đó là đoán. Nhưng mà mình sống ở trong cái ảo tưởng này quá lâu rồi, mình đoán quen rồi, và mình tin vào cái đoán của mình, mình sống ở cái đoán của mình rồi. Thì ở trong bóng đêm là vô minh, ảo tưởng này là tham, tham ái. Tham ái mình tin vào cái thấy biết của mình gọi là tham, tham ái. Và sanh ra sân hận là những người ở trong bóng đêm đó họ sẽ cãi nhau. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng nghĩ là cái thấy của mình là đúng. Cho nên ảo tưởng, cái đó gọi là, mà mình lúc đó mình không biết ảo tưởng, mình tưởng cái đó là cái thấy biết của mình là thật. Thành ra ở trong cái phòng đó bảo đảm sẽ đánh lộn hoặc là cãi nhau, phải không? Nhưng mà nó hay này, quý vị thấy bắt đầu là ảo tưởng nha. Nhưng mà khi mà đèn bật lên thì là gì? Trí bát nhã vô thượng có mặt, thì tự động những cái ảo tưởng trong tâm của mỗi người đâu mất tiêu liền. Nó hay lắm, nó mất liền và tự nhiên cái ánh sáng để cho mình thấy sự thật nó là cái gì, thì mỗi người đồng thấy giống nhau sau khi đèn lên. Nhưng mà đèn không có thì mỗi người sẽ ảo tưởng về cái thấy của mình, thì cái thấy nó gọi là vô mình. Tôi đi theo kịp không? Thành ra khi mà vì vậy mà tuyên dương trí bát nhã vô tưởng là cái thấy nó quan trọng chứ. Mà khi nó bật lên một cái rồi thì vượt thoát tất cả mọi dính mắc như là qua đến bờ bên kia, nó là thân thang thanh tịnh rộng ràng và không bao giờ mà trở lại cái bóng đêm nữa. Và lúc đó cuộc sống mình là thân thang thanh tịnh rộng ràng, rõ ràng thường biết, và ở trong cái biển thanh tịnh, cái biển giác ngộ của Như Lai mà khởi đại đi vi phạm bước vào cuộc đời mà khai thị điện hóa cho tất cả nhận ra và thể nhận tâm giác ngộ. Đó là toàn bộ bài kinh đăng ký hôm nay để cho kịp ha. Doanh
tiếp nhận được không? Được ha. Đó, thì khi mà thầy khai mở như vậy đi rồi, từ từ mình sáng rồi thì thầy sẽ là người từng bước dạng dẫn dắt quý vị đi vào cái trí bát nhã vô thượng. Và tại vì khi mà thầy đã trở về thể nhập vào cái trí bát nhã vô thượng thì ngay khi đó không có một người vị nào mà về cái thế giới đó mà không khởi cái đại bi tâm hết. Và về đó tự động sẽ có cái phương tiện, có cái diệu dụng để mà bước vào cuộc đời này để khai mở điển hóa cho mọi người, làm sao đánh thức và dựng dậy được cái trí bát nhã nơi mỗi người. Chỉ có cái trí bát nhã thì mình mới giải thoát tất cả mọi cái khổ đau và phiền phiền não, thoát khỏi cái vô minh tham ái và sân hận. Thì hôm nay là đặc biệt đầu năm nay ba ngày thầy khai mở cái cố tụy của bát nhã, và đó là cái tâm nguyện của thầy 17 năm qua có mặt ở đây để mà làm sao khai thị điểm hóa cho mọi người nhận lại được cái trí bát nhã vô thượng. Và không phải một mình thầy mà có thiền sư Thích Thông Hội cũng cùng thầy trong suốt nhiều năm qua, không những ở Phổ Môn, suối Từng, đi tất cả các tiểu bang, đi tất cả các nước trên thế giới, làm sao để mà khai mở điểm hóa cho mọi người nhận ra và thể nhận tâm giác ngộ để có được cái trí bát nhã vô thượng thì mới thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. Thì bây giờ quý vị rõ ràng là về đây là quý vị từ nay cho đi biết về đây để làm gì không, mong được cái gì không? Được giác ngộ, được cái trí bát nhã vô thượng. Mình tu á, như bữa trước thầy nói, tu mà không có trí bát nhã vô thượng thì tu cả đời cũng là tu gì? Tu mình. Hiểu nha. Cho dù mình hỏi có phước không, có, nhưng mà vẫn là người mù vẫn có phước chứ. Ví dụ như mình đặt chay niệm Phật bố thí, dường trị chú, rồi công quả làm hết, đều có phước hết. Không phải là có phước mình làm điều thiện thì mình sẽ có được nhân quả mà. Nhân quả là làm điều thiện thì mình sẽ làm được quả thiện, mà làm điều ác mình sẽ làm quả ác. Nhân quả là không bao giờ mà sai chạy hết. Nhưng mà mình gieo cái mình không có gieo cái nhân trí tuệ thì mình không bao giờ làm quả trí tuệ. Thì người có phước mà vẫn là người mù, mà nếu người có phước mà vẫn là người mù thì người đó vẫn trôi lăn trong gì? Ba khỏi sáu đường tham. Quý vị thấy không, cái người ở thiên đàng họ có phước không, nhưng mà họ vẫn là người vô minh. Cái người ở dưới địa ngục mà thấy họ có phước nhưng mà họ vẫn là người vô minh. Người ở quái trời, người ở quái người thì mình thấy cái cõi nó có khác nhau, nhưng mà tất cả đều là gì? Trong vô minh. Quý vị theo kịp không? Thì quý vị có muốn tu để làm để được lên cõi trời, hay được giàu có, được sung sướng, rồi để được mà cái phước mình nó tốt mà vẫn là mù, hay là quý vị muốn tu để được có trí bát nhã vô thượng, muốn cái nào? Trí bát nhã vô thượng. Tại vì trí bát nhã vô thượng mới thoát khỏi mọi cái vô minh tham ái và sân hận, và mới thoát ra được ba khỏi sáu đường, phải không? Khi mình thoát ra được ba quả sáu đường thì mình nhìn ra được thực chất của ba quả sáu đường là gì rồi á. Thì sau đó từ trong cái biển tánh thanh tịnh đó, mình nguyện bước vào đời này để mà khai thị điển hóa cho mọi người có được cái trí bát nhã vô thượng. Rõ chưa? Vậy hôm nay quý vị có câu hỏi gì? Sau khi thầy mở như vậy rồi thì bây giờ mình phát nguyện gì? Quý vị phát nguyện gì? Cầu giác, giác ngộ. Rồi vị khác, mình hôm nay mình sau khi mở ra như vậy thì mình thấy sao?
Nhưng mà nghe mình liên tục trong ba buổi thì đây là đầu tiên. Cái con này cũng qua cái này nên con rất là thông cảm mọi người. Cái bài kinh khó đọc, đọc từng hàng mình tưởng là mình hiểu, chứ thực sự mình không hiểu. Từng hàng, từng hàng nó có từng chữ là bạn ví dụ ngủ quẩn là gì, nghe thì họ hiểu, người ta đọc hiểu, tức là cái họ giải thích quẩn là gì, họ không hiểu. Con phải trải qua đọc nhiều nhiều, và con phải trải qua đọc dùng ví dụ của mình, sau đó mình mới hiểu, và mình xác định gì, con mới trải qua xác định mình không xác định cái con. Rồi tưởng tưởng là tưởng là tôi xếp sẽ có cái hiểu nó thấm thiế, chứ còn nghe mà nghe qua sắc thọ tưởng hành thức lên lúc đầu tưởng hành sự hành thọ làm gì, nhưng mà không tưởng không phải là hành nữa, là cái không tôi là cái story, cái ý nghĩa trong đó mental formation, là mental formation. Thế nên những cái đề tài nó khó, rất là khó. Nếu mà các bạn chưa mà muốn hiểu ngay mà không hiểu được rất cho nên mình đi học rất họ tự mà học không có khả năng. Như ví dụ như ngay cả con hiểu rồi mình thấy con không hiểu là mình thể hiện tới nơi đến chốn chưa. Ví dụ như con chân hai là hai điểm nhạc một gặp con cám ở trước mặt con thấy con cám, giả sử con nhạc một con thấy con cám có gì này. Mình đang tăng cái đề thấy con đáng cho thằng anh một à. Thế nên mình sẽ cái đề tài nó khó hơn con cũng hơi con tôi nghĩ rằng mình đang đi trên đường thì nhưng mà nó mình biết nó hiểu tới chỗ nào chứ không à. Cái này nữa nãy thầy nói đó, thầy nói là không thể lấy cái tâm phàm vô để hiểu được cái thấy của bậc giác giác ngộ, cho dù bây giờ mình có ngồi mình có nói là để cho mình hiểu được, mình cảm thông được là có một cái thấy của bậc giác ngộ. Có bị hiểu thầy nói không? Nó giống như là ví dụ như ngay cả là nội mà mình nói bình thường đi, mình ở Mỹ thấy không, mình thấy đồ ở Mỹ, mình đã thấy cái tâm thần của mình thấy ngay cái đó, thấy tâm giác ngộ, mình thấy cái đồ ở Mỹ. Mà bây giờ mình về mình diễn tả cho mấy cái người ở quê ở Việt Nam mà nói là những cái đồ ở Mỹ mà mình thấy á, thì mình về mình diễn tả cho cái người đó, nhưng mà cùng cái thấy là thấy phàm phu đó, mình đang thấy những cái vật dụng ở trên thế gian này cũng là cái vật dụng của phàm phu đó, mà mình đem về mình kể cho mấy cái người ở quê chứ bây giờ biết được cái điều đó đó, quý vị nghĩ họ khó hiểu được không? Họ cũng không hiểu được. Mà cho dù mình đem ra mình giải thích từng chút một và chi tiết luôn á, bây giờ mình giải thích cặn kẽ luôn á, thì cái người ở đó cho dù họ hiểu hết cái gì mình nói thì họ cũng có cái thấy như là mình thấy ở bên Mỹ này không? Cũng không thấy. Cho nên nhưng mà tại sao mình nói như vậy là để cho cái người đó một ngày nào đó họ muốn đi đâu, họ đi qua Mỹ, tới khi họ qua tới Mỹ thì cái thấy đó mới là cái thật thấy của cái người đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì nhưng mà nếu mà không có cái người ở Mỹ về kể cho cái người ở Việt Nam mà nó quên nghe được là có cái đồ mình thấy như vậy, thì cái người kia đâu có tò mò muốn gì, muốn đi đâu? Quý vị hiểu không? Chứ còn thật sự mà cho dù cái người ở Việt Nam đó mà mình ngồi mình giải thích từng chút mình đánh máy, mình ngồi mình giải thích năm này qua tháng nọ, ngày này qua tháng kia, chữ, từng nghĩa, từng đồ dùng tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Tây rồi thông hết, thì cái đó nó gì? Không có cái thấy, vẫn không có cái thấy như là cái thấy của cái người đang ở Mỹ. Quý vị hiểu thế nào? Mà đó là thầy nói là mặc dù cả hai cái đó cũng là cái thấy của phàm phu đó, mà còn không thấy được thì huống chi cái thấy của bậc giác ngộ. Hiểu thầy nói chưa? Cho nên đó là tại sao mà nhiều Phật tử đi chùa, cho dù họ được nghe kinh Bát Nhã, họ hiểu rất là rõ về kinh Bát Nhã, nhưng họ cũng không làm ăn gì được hết. Là tại sao? Cho dù hiểu hết đi chăng nữa thì bởi vì họ vẫn chưa có, họ chỉ có cái hiểu thôi, chứ họ chưa có cái thấy của bậc giác ngộ. Quý vị theo kịp không? Cũng như cái người ở Việt Nam, họ hiểu hết cái gì mà cái người ở Mỹ đem về nói, cái thấy của người ở Mỹ đem về kể, thì cho dù họ hiểu, họ học ngày này qua ngày kia, họ học chi tiết, họ học kỹ, giải thích gì, ghi xuống không sót một cái gì
chịu cho hết, cho họ thấy cái hình luôn đi. Nhưng mà cái thực chứng á của họ đó, họ phải đi tới Mỹ. Quý vị theo kịp không? Thì cũng vậy, cho nên tất cả chúng ta, tại sao tất cả Phật tử vẫn, cho dù có thân nhập có hiểu được bao nhiêu Bát Nhã, cũng không bao giờ có cái thấy của Bát Nhã hết. Mà muốn có được cái thấy của Bát Nhã là mình phải có cái người đã sống ở trong trí Bát Nhã rồi, đem mình vào cái thấy đó. Nhưng mình phải có cái người Mỹ, mình muốn biết cái Mỹ thì mình phải có cái người Mỹ họ đem mình vô nước Mỹ. Chứ mình ngồi đó mình nghĩ về đó thì cái người đó cũng chỉ là cái ảo tưởng thôi. Theo kịp không? Cái này bên đây thầy nói rất là quan trọng. Cho nên đó là tại sao mình phải cần gặp một cái vị thầy mà đã có được cái trí Bát Nhã, đưa mình vào cái trí, cái thế giới đó. Tự mình không đi được, cũng như bây giờ tại sao mình phải cần Mỹ đưa mình qua nước Mỹ, thấy không? Mình phải cần có người đưa mình vô. Nếu mình ngồi ở Việt Nam mình tưởng tượng về ở Mỹ thì cái thấy đó cũng là chỉ là gì, tưởng tượng thôi, không bao giờ có cái thấy như thầy được, hay không? Cho nên bây giờ quý vị muốn thấy được cái thấy đó thì phải cầu người ở trong cái thấy đó đưa mình vào cái thấy đó. Rõ thầy nói không? Nếu mà mình không có cầu thì cái thấy của mình, cho dù thí dụ bây giờ thầy giảng cho quý vị đi, là để cho quý vị biết là có cái thấy thôi. Ví dụ hôm nay thầy nói như vậy là để cho quý vị biết là có cái thấy của bậc giác ngộ và có cái thấy của phàm phu. Nhưng để được cái thấy đó thì mình phải cầu thỉnh cái người ở trong cái thấy biết đó đưa mình vào cái thấy biết đó, thì lúc đó mình mới có được cái thấy biết đó. Nhưng mà nếu tự nhiên đùng cái đưa mình vào mà đâu có chịu vào, thì mình phải được nghe về cái thế giới đó, nghe về cái thấy biết đó, thì mình phải tha thiết thỉnh cầu để được đưa về cái thế giới đó, để có cái thấy đó. Nhận ra được không? Chúng nhận được không? Nhận ra không? Dạ, kính là bạch già sư. Còn không nên áo, còn nói tất cả tình đầu tiên được nghe sư giảng về cái bài học hôm nay. Còn cũng đã đọc những cái bài như này. Sự thật là nó chẳng biết, không thấy, thấy nó mông lung quá. Và trong bộ nghĩ, ồ, cái chuyện này chắc mình phải là cái người mà cạo đầu đi tu kiểu bỏ may, tức là phải đi thầy mà người ta cho mình những cái giảng giải, mình biết rõ hơn các cái vấn đề của pháp, đạt cái quá mong lung của cái đạo như thế này. Và hôm nay con không dám nói được nhiều tất cả những lời sư nói, nhưng những cái đó tự nhiên nó có những cái kích thích ở trong người mà nó làm cái gì vui, nhưng mà không phải mình buồn. Thì nghe các vị thì ngày xưa ở trước khác các vị nói thì mình trở về nhà mình buồn lắm, ngay lúc đó mình cũng bắt đầu hồ, mình không hiểu được cái gì cả, mình nghe nói mình thấy nó buồn quá. Cái điều này không biết là nó thật thế nào mà đang mất bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mình có thể thành tựu được ít. Nhưng ngày hôm nay con đã nói con không riêng gì con, hai nhà con và chắc chắn là có cái quen với chị ở đây thấy là mình nói được rất nhiều cái điều sư nói, không phải hiểu biết nữa nhưng mà nắm được cái điều sư nói là cái gì và nó thể hiện bằng cái cách nào, nó nên luôn bao nhiêu cảm thấy vui vì rõ rệt đây nó là sự thật. Cái điều sư đã trải qua đã có những học thuật như hiện tại chuyển hóa những cái điều vô cùng diệu dụng cho các cái hệ sau, nó có thật chứ không phải là mình chỉ nghe các sư nói vì cái thích nói hay là vì cái sự tham thích, vì cái sự say mê của mình mà các sư nói, mà rõ rệt là các sư có thật cái bản lĩnh, có sự cái học thuật mà có thể truyền cho các cái hệ tiếp theo những cái điều mà mang cho người đó những hạnh phúc không thể nắm được. Con xin trả lời rất nhiều. Rồi thì mời cô cảm nhận như thế nào ngày hôm nay? Dạ thưa bác sư, con thì không có lời lẽ nhiều để nói, nhưng mà con chỉ nói một điều là như thế.
con cũng giống như là một cái người đang bị vụt lặng như một ở trong cái biển nước. Mà bây giờ con cố gắng còn, con cố gắng còn đi lên, rồi con đang đi lên trên cái bờ đó nó quá là rong rêu, rồi con đang với để con bước lên, thì con chưa bước lên, thì con hy vọng là con đến đây, con gặp sư, con gặp thầy. Thật sự con quen những cái đi chùa, con quen gọi sư tôi lại, nay con quen vậy. À, con gặp thầy thì con sẽ cố gắng cũng giống như là được nghe, rồi mình sẽ từ từ mình sẽ hiểu, rồi từ từ mình sẽ bước được lên cái mình. Dạ, con cảm ơn sư. Rồi chú, hôm nay chú biết sao mới đi hả? Hôm nay đi cảm nhận được gì đâu, thầy nghe. Khi mà quý vị nghe thầy gọi chú thầy á, không phải là thầy hay là men hay nguyên minh nha, không phải là nam hay nữ. Quý vị gọi thầy là cái người làm hướng dẫn cho mình đi tới chỗ giác ngộ đó, thì gọi chú là chữ thầy. Nhưng mà đại chúng muốn dùng chữ gì thì cứ dùng cái gì mà mình cảm thấy nó quen thuộc hay là nó dễ dàng khi mình gần gũi với thầy thì dùng ha. Nhưng mà thầy gọi chung, tại vì ở đây quý sư cô hay tất cả thiền sinh thì dùng gọi là chữ thầy, cho nên khi thầy khai mở thầy dùng một chữ đi, chứ không lẽ khi thì cô, khi thì thầy, khi thì sư, nó nhiều quá thì thầy thì cứ dùng như vậy đi. Nhưng mà đại chúng thoải mái, trong lòng đại chúng thấy dùng chữ nào mà mình cảm thấy mình dễ dàng connect với thầy thì mình dùng cái chữ đó nha. Rồi mời chú. Kính thưa thầy, hôm nay là mùng 3 Tết, cá nhân chúng tôi có một cơ duyên hết sức tốt đẹp, được trổ quay kính thưa thầy, hôm nay cá nhân chúng tôi rất may mắn có cơ duyên vào ngày mùng ba Tết được cháu anh trở đến thiền viện Phổ Môn, mà cá nhân chúng tôi đã được nghe những tiếng tốt, những danh thơm về thiền viện Phổ Môn từ mười mấy năm qua, và thật là một phước báo cho cá nhân chúng tôi được hiện diện đến đây để mà được nghe thầy khai mở tuệ giác, để giúp cá nhân chúng tôi với ánh sáng của những bậc giác ngộ, chúng tôi sẽ có cơ hội được học hỏi về trí bát nhã vô lượng, và sẽ giúp cho cá nhân chúng tôi, gia đình chúng tôi và tất cả những người thân yêu xung quanh chúng tôi có cơ hội theo ánh sáng của chúng bậc giác ngộ để sống với trí bát nhã vô lượng, vượt thoát khổ đau của đời sống vô minh mê lẫn trầm luân trong bể khổ muôn kiếp người. Xin đa tạ thầy. Cảm ơn chú Huy và cô đại chúng chia sẻ. Trong cái ba ngày Tết năm nay, nó có một cái nhân duyên rất là lớn. Và có lẽ là nó đủ duyên cho nên cái bài bát nhã nó được
cái một cái duyên lành là cái những cái vị mà tham dự lại là những vị rất là muốn biết và muốn cảm nhận thêm về cái thế giới giác ngộ. Cho nên sự có mặt của quý vị nó cũng là một cái nhân duyên để cho thầy khai mở cái tuệ giác cho quý vị. Và quý vị biết rằng là khi nói tới cái trí bát nhã vô thượng thì tối hôm qua là quý thầy đã trợ duyên cho một sư cô người Ấn Độ đã bước vào, đã cảm nhận cái trí bát nhã vô thượng. Và ngay khi mà trải nghiệm cái thế giới đó thì tất cả những cái ngay lập tức là tất cả những cái vô minh, tất cả những cái ảo tưởng, tất cả những cái khổ đau tự động sẽ tan biến đi và người đó cảm thấy trở nên thân thang, thanh tịnh, rõ ràng. Cái thấy nó bắt đầu từ từ nó, cái thấy nó không phải là cái thấy của gì, của cái mắt này. Thấy nó trở nên thấy rất là rõ ràng, tỏ tường sáng suốt. Mà không những có cái thấy nó, mà cái nghe nó bắt đầu ra sao? Cái nghe nó nghe rất là xa, nó nghe rất là rộng. Và nó có thể nghe rất là nhiều thứ xảy ra trong cùng một lúc, nhưng không hề bị chi phối bởi những cái âm thanh, âm thanh nào. Quý vị thấy không? Cái khả năng thấy á, nó thấy rất là rộng, nó thấy rất là xa, nó thấy rất là nhiều thứ nhưng không, mỗi thứ rất là rõ ràng, nó gọi là thấy như thế. Và cái nghe, nó nghe rất là rõ, mà không phải nghe cái thấy này, cái thấy không phải là thấy cái mắt này, cái tấm tánh thấy và tấm nghe tự nhiên nó tỏ tường, nó rõ ràng nhưng không hề bị chi phối bởi một cái thấy nào, không hề bị chi phối một âm thanh nào. Thì tối hôm qua là một sư cô người Ấn Độ trong nhiều năm tháng tu tập thì đủ cái duyên được cầu thịnh, thì quý thầy đã giúp cho cô được trải nghiệm ngay cái trí bát nhã vô thượng. Và cách đây cũng vài tuần thì có sư cô Phổ Chân, quý vị cũng biết, là được quý thầy cho trải nghiệm được cái thế giới giác ngộ. Rồi được vừa rồi ở bên Việt Nam thì khi thầy về Việt Nam để mà khai mở điểm hóa cho tất cả những vị ở bên Việt Nam á, những chùa, những Phật tử, những tăng ni mời về á, thì cũng có cái duyên là đưa một vị hòa thượng được thể nhập vào thế giới giác ngộ, có nghĩa là lúc đó gọi là thực chứng luôn chứ không phải là gì, là lúc đó là có cái thấy, lúc đó là giúp cho người đó có được cái thấy của bằng trí bát nhã vô thượng. Quý vị hiểu không? Hiểu thầy nói cứ nghĩa là giống như là mình đem một người từ ở Việt Nam qua tới Mỹ và nhìn thấy cái đồ đó, thì cái thấy đó mới là như thầy. Thì hiện nay là chúng thầy đã cho quý vị biết rằng là đã có được chính thức là ba vị, là một vị hòa thượng ở bên Việt Nam, ở Long An, trong cái chuyến hoằng pháp vừa rồi ở Việt Nam, và sư cô Phổ Chân và sư cô Phổ Niệm đã được thầy cho trải nghiệm cái thấy biết đó. Nhưng mà để mà trải nghiệm cái thấy biết đó không phải là muốn là được, mà phải trải qua gì trải qua những ngày tháng tu tập và có cái lòng muốn trở về với cái thế giới giác ngộ, phải không? Cái nhân nào mà đại là nhân nào thì quả nấy. Cái vị hòa thượng này cũng vậy, là họ nuôi dưỡng cái nhân này mấy mươi năm rồi, thực tập rất là nhiều, hiểu rất là nhiều, trải nghiệm rất là nhiều, nhưng không có được cái thấy biết đó, hoặc là có nhưng mà nó thấp thoáng, xong rồi nó sẽ biến mất. Còn khi mà được, khi về là quý thầy mở
nhiên giống như là gọi là những cái ảo tưởng tự động cái gì rơi rơi rụng, giống như thầy nói là khi ánh đèn có mặt tất cả những bóng đèn nó tan tan biến thì tự nhiên cái người đó nó trở thành khác hẳn, thấy biết nó hoàn toàn khác, cái sự sống nó hoàn toàn toàn khác. Thì đó là cái trạng thái của sư cô vô điện tối qua. Để một ngày nào đủ duyên thì sư cô sẽ cho quý vị cảm nhận được là cô đã được cái thấy biết nó như thế. Thế nào khi cô vô cái thấy biết nó thì cái tâm thể nó rộng ra như thế nào, nó thanh tịnh như thế nào, nó rõ ràng như thế nào, nó nhẹ nhàng như thế nào, nó thông thoáng như thế nào. Và cái thấy biết nó không hề xen tạp vào bởi những cái thấy của phàm phàm phu. Nhớ nha, cái thấy nó không hề có những cái gọi là cái ảo tưởng ở trong đó, hoặc là cái tôi và cái của tôi, không hề có cái đó nó xen tạp. Cái đó nó, những cái tiêu điểm đó, nó biến mất. Và cái còn lại là cái sự thân thanh, thanh tịnh, rộng ràng, tỏ tường, rõ ràng. Mà khi cái đó nó có mặt thì cái khả năng nghe, cái tánh nghe nó cũng bắt đầu, nó có mặt và nó nghe rất là rõ, nó nghe rất là xa và nó có thể nghe rất là nhiều âm thanh trong cùng một lúc nhưng không bị một âm thanh nào xen lẫn với âm thanh thanh nào, phải không? Và nó thấy nhiều thứ rất là tỏ tường nhưng không bị cái đối tượng nào làm lẫn lộn với cái đối tượng tượng nào, thấy rất là tỏ tường. Thì đó là thầy giúp cho một lần bước vào cái thế giới đó để biết nó là cái gì và cái thế giới đó nó khác cái thế giới của mình đang sống như thế nào, phải không? Khi mà mình có được cái trí bát nhã vô thượng với là mình sống ở cái trí thế gian, mình sẽ thấy được cái sự khác nhau giữa hai cảnh giới. Thì giờ đó mình mới phát tâm cầu giác ngộ đi giải thoát khổ đau, phải không? Rồi được chưa? Hôm nay thầy cho quý vị và thầy chúc mừng quý vị. Và hôm nay là thầy giảng thôi, chứ còn thật sự hàng ngày quý vị đến đây á, là thầy sẽ tiếp tục được khai mở điểm hóa trực tiếp cho quý vị làm sao có được cái trí bát nhã vô thượng. Nhưng mà tại vì thầy biết quý vị cũng thích được nghe cái kinh bát nhã, cho nên thầy đưa vào cái bát nhã để thầy khai mở cho quý vị. Với lại khai mở bát nhã cho quý vị để quý vị thấy rằng là thầy và bát nhã không gì, không khác. Chứ nếu không quý vị tưởng thầy là cái đạo gì, phải không? Đúng không? Nhiều khi mình tưởng chắc thầy là đạo gì, còn bát nhã là một đạo Phật, kinh bát nhã là đạo Phật, còn thầy là một cái đạo khác. Bây giờ quý vị thấy giữa thầy với bát nhã là một hay hai? Một. Phải chưa? Yeah.
chưa có
cơ hội tìm hiểu để học hỏi. Tuy nhiên, với sự hiểu biết nhỏ nhoi của một Phật tử, chúng tôi nghĩ rằng những lời của Đức Phật là chân lý muôn thuở đúng ở mọi không gian và thời gian, đúng với mọi hoàn cảnh của một kiếp người. Chính vì thế, với bất cứ phương pháp nào, những bậc giác ngộ dựa theo kinh Bát Nhã để có thể khai mở tâm trí của chúng sinh thoát khỏi vòng mê vô minh và chìm đắm trong bể trầm luân của một kiếp người khổ ải, thì chúng tôi nghĩ rằng những bậc giác ngộ đã mở ra một vùng sáng vô lượng để chúng sanh theo vùng sáng vô lượng đó sống với trí Bát Nhã vô lượng, thoát mọi khổ đau trong đời sống, và chúng sanh với vô lượng an lạc cảm nhận được thiên đàng niết bàn ngay trong đời sống ta bà khổ ả này. Xin đa tạ thầy, A Di Đà Phật. Cảm ơn chú. Vậy là trong tâm của chú là miễn sao là những cái bậc giác ngộ khai mở tuệ giác cho chú thì chú sẽ theo, dạ, phải không? Vâng. À, rồi cái sự như thầy hỏi câu nói là nó như vậy. Tại vì ngày hôm nay thầy ngồi đây thầy mở cái kinh Bát Nhã, thì nếu mà quý vị đương kinh á mà tin á, chứ không phải đưa vào cái người mà có cái trí Bát Nhã thông thường, thì nếu có ngày nào thầy không dùng kinh thì sao? Thí dụ hiểu không, cái thầy nói không? Có những buổi thầy có thể đem cái này ra thầy khai mở để đưa quý vị tới trí Bát Nhã, mà nó cái bài kinh của cái này đâu có liên quan cái bài kinh nào mà Phật nói đâu, thì sao? Thì sao? Cho nên cái chỗ này nó quan trọng là mình chọn cái gì, hiểu thầy nói không? Hoặc là nhiều khi tí nữa cái đi xuống bếp, cái ở dưới bếp cái đâu đang một bữa ăn, cái tự nhiên nó đủ cái duyên cần phải đánh thức cái người đó vậy để mà mở cái tuệ giác, cái thầy phải nói trực tiếp thì mình lại nghĩ sao? Nếu mà cái người mà quen là gì, cái đó phải là cái kinh nào, cái đó cái kinh ở kinh nào, bài kinh nào, số mấy, ở đâu, thì chỗ đó là sao? Như vậy là chúng ta dựa vào kinh chứ phải là chúng ta đưa vào cái vị có trí Bát Nhã. Quý vị hiểu thầy nói không? Cho nên quý vị hiểu câu hỏi chưa? Giờ quý vị chọn cái nào? Lý sự như thầy hỏi câu đó, quý vị chọn cái nào? Bạch sư, xin lỗi. Bạch sư. Dạ, bạch sư. Con xin lỗi ngài là con chọn sư, chứ con không nhận. Vậy sao anh á? Cái chỗ này phải rất là rõ, tại nhiều khi mình hay đó, tại khi mình rõ rồi đó, tại vì nhiều khi là có những lúc thì đó, như khi nhìn cái chậu hoa này, thì cầm cái chậu hoa này, cầm phải trong thời nay, trong hoàn cảnh nay, là tâm thức hiện nay, nó cần phải điểm hóa như thế nào để mà đánh thức cái tuệ giác của quý vị là thầy sẽ làm, đúng chưa? Nhưng mà nếu tự nhiên không có lúc cần đánh thức thì mình đem bài kinh ra mình giảng, cái đó là sao? Bài kinh với mình nó sao? Nó ăn khớp, quý vị hiểu không? Nó giống như vậy nè, một bác sĩ hồi xưa trị bệnh là lành bệnh cho chúng sanh, phải không? Viết lại những cái câu chuyện trị bệnh, viết lại những cái lịch sử, những cái gì đó này kể, xong rồi người thời nay cầm câu chuyện nó kể cho người bệnh nhân thời nay thì sao? Được không? Hay là mình cầm một bác sĩ thời nay nhưng mà muốn trị lành như bác sĩ thời xưa, có bị chọn cái nào? Hay là mình chọn, mình cảm thấy bố bác sĩ thời xưa đúng hơn, cho nên lấy hết cái bài của bác sĩ thời xưa đem ra đưa cho người này uống người kia,
cô mấy cái toa thuốc đó đưa cho người này chị uống, thì quý vị nghĩ sao? Đó là tại sao mà quý vị uống bệnh nó làm sao? Là không? Là không? Mặc dù cái thuốc đó là đúng, nhưng mà đúng cho đúng cái gì? Bệnh đó. Đúng chưa? Thí dụ ngài cho ngay cái chúng sanh nó cái bệnh đó để uống làm sao cho mở được tuệ giác. Và cái câu chuyện được viết lại là để chứng minh điều đó là sự thật. Thì bây giờ mình đem cái đó mình về để mà mình nhớ lại có cái sự thật đó. Nhưng mà mình dùng được không? Dùng cái thuốc đó được không? Nhưng cái thuốc là chân lý, cái sự thật đó là chân lý, nhưng mình dùng được không? Đó là tại sao mà xưa nay mình đi tu mà mình hiểu rất là nhiều, mình học rất là nhiều, mình vẫn gì? Vẫn mù. Là tại sao? À đúng rồi, cái người cho thuốc á, cái người phải chẩn bệnh là phải là bác gì? Bác sĩ. Mỗi bệnh nhân trong cái thời đại này nó sẽ khác bệnh nhân trong thời xưa. Những cái sự vướng mắc của thời này nó khác sự vướng mắc của thời xưa. Những cái sự bế tắc của thời này nó khác sự bế tắc. Và mỗi người nó khác nhau, cái tâm trạng khác nhau, cái thao thức khác nhau, cái bế tắc khác nhau, cái mà gọi là những cái câu hỏi nó khác nhau, thì cái sự đánh thức nó phải khác nhau. Thì mình cần cái gì? Mình cần cái người có tuệ giác đánh thức mình, hay là mình cần cầm cái bài kinh ra giảng? Cái nào? Mình hiểu không? Giảng mà mình nghe nhưng mà mình không có hành. Mình nghe mà mình không hành là bởi vì sao? Là bởi vì cái bài đó với mình nó không liên quan. Còn cái này thì những cái vị mà có tuệ giác họ sẽ nhìn thấy được tâm mình, thì những cái gì họ nói ra thì sẽ đánh thức được cái tiềm năng giác ngộ của mình. Quý vị theo kịp không? Vậy thì bây giờ nếu có sự lựa chọn, quý vị chọn cái nào? Cô chọn cái nào? Chọn đây là cái người phải đủ sức để mà khai mở điểm hóa cho mình, phải không? Còn như mình nghe cái kia là mình, nhưng mà mình không nói cái kia là trật, cái kia là chân lý, cái kia là có thật. Nhưng mà cuối cùng cái sự đánh thức này mà người ta phải về được là giống như cái chân lý đó thì được. Có nghĩa là tất cả cái sự đánh thức của ở đây của thầy, khi mà dựng được cái tiềm năng giác ngộ của mình ấy, thì trở ngược lại nó phải đồng với cái thể của gì, của chư Phật, thì cái đó là một. Quý vị theo kịp không? Nhưng mà nếu mà sự đánh thức nó về mà nó không dựng được cái trí bát nhã vô thường để thoát khỏi mọi cái khổ đau ràng buộc, thì mình sao? Không nên theo, đúng chưa? Nếu mà cái vị đó mà không có được cái trí bát nhã vô thường, không đủ sức đánh thức mình đưa mình để làm sao mà trở về trí bát nhã vô thường, mình giải thoát khỏi cái khổ đau ràng buộc, không theo, thì thà mình gì? Mình ngồi mình đọc lịch sử Đức Phật. Rồi khi nào đủ ngày đủ tháng mình gặp được minh sư giác ngộ thì mình theo, phải không? Thì giữa hai cái đó mình nên theo cái nào? Ví dụ một người trước mặt mình không có tự giác, không đủ sức không mở điện thoại thì mình đưa cái tự giác ngộ, thì mình nên theo không? Không theo. Thà mình ngồi mình gì? Mình đọc lịch sử Đức Phật, mình đọc về cái công cuộc độ sanh của ngài để mình nuôi dưỡng cái chốn về là có cái chốn về đó, phải không? À, thì giữa các sự lựa chọn, còn nếu mà ở trước mặt mình có một cái người đã trở về được cái thế giới đó, có đủ khả năng để khai mở chuyển hóa mình, đưa mình về để mà có được cái trí bát nhã vô thượng, thì mình chọn cái nào? Chữ gì? Thứ hai, phải không? Vì sao? Giải thứ hai là tại vì bác sĩ thầy đó đã thực hành, cho mình thấy có khả năng thực hành được ông chủ, chứ còn đọc kinh sách rồi không thì cũng không đúng, phải có thực tế một tí. Có nghĩa là khi vị đó sẽ được theo dõi mình trực tiếp, khai mở mình trực tiếp, điểm hóa mình trực tiếp, dẫn đường mình đi trực tiếp, từ cho mình đi từ mê cho tới giác, đưa mình trực tiếp để cuối cùng được tuệ giác của mình, trí bát nhã của mình đó hiện tiền. Thành ra chưa chọn. Ví dụ như bây giờ mình đi học,
sách toán, những cái chuyện đọc sách toán đọc không được thể không được thầy dạy thì mình mới hiểu, chứ còn nếu không thì không có trường học, chỉ có đọc sách không được thì là cái của thầy. Mà thầy nói là phải làm được cái toán đó thì mới chỉ mình được, chứ thầy đó mà đọc lại cái bài đó cho mình, đọc lấy cái đáp số đọc cho mình được không? Không, cái người đó đọc lại cái đáp số đó thì mình đọc cũng được, chứ mình đâu có cần. Còn người đó, người có thấy đủ khả năng đưa mình ra khỏi cái sự bế tắc của bài toán đó và đưa cho mình tỏ tường cái bài toán đó thì là chọn thầy rõ chưa? À, thầy là chú Doanh, rồi chú Bình. Dạ, chào con người số 2, chào con người ngắn nhất. Con người đó là cả hai người ai mà họ là vì đầu nên cho con người đó không có người là ngắn hơn, con người đó. Nhưng mà bởi vì con mình có cái nghiệp chữ, cho nên là con phải vô chữ đó. Phải vô chữ. Cứ phải vô chữ, từ từ dần dần thì cái này nó muốn cái này thì con mới cảm thấy con được. Nhưng mà không có chữ con không trong những người mình có mình nghĩ được thì mình đã sống thế thôi. Thế nên con bị có cái nghiệp chữ. Ok, nó bị cái chữ nó bị quen rồi, giống như mình dính vào cái ngôn từ rồi, cho nên bây giờ mình phải nương vào cái ngôn từ để mình mới thoát ra được, phải không? Tức là ý của con là đúng, vào ngoài cái ngôn từ đúng là như vậy, và con lại có những cái ngôn từ khác nữa, tức là như là như là anh đi giả sử con thì được hết hoàn toàn để cái ý bắt nhà đúng y thật. Nhưng mà con cũng không cảm thấy thoải mái, nhưng con chưa làm kết với tin. Ok, như vậy là tùy. Như vậy là cái người đó chỉ muốn gì? Muốn gì? Con gì có thể tạm gọi là tham, muốn cả tham. Đúng rồi. Có nghĩa là cũng muốn làm sao đưa trực tiếp mình vào cái thế giới giác ngộ, là mình muốn đi con đường tắt. Nhưng mà mình cũng muốn biết thêm về cái kia nữa, phải không? Nhưng mà nếu biết thêm về cái kia thì không có trọng. Nhưng mà cái nào là cái mình chọn mạnh nhất? Rồi, kiểu đặt được một cái kia chỉ là cái kiểm chứng thôi, đương không sao. Mình có thể dùng cái kia một sự kiểm. Không phải là nghĩ là không phải sự kiểm chứng. Cái tại vì nó là giống như những cái đề tài nó liên hệ có tưởng đó, có thể nó ra ngoài cái khí mắt nhà. Yeah. Ví dụ như câu dạng về cái đề tài chỉ bắt nhà cho thằng Căn. Nếu mà con không có hiểu thêm cái khác, con không nói. Đã đi ra văn hóa thì cứ trở lại như trả lại hỏi hành là gì. Nếu con hiểu rõ cái việc hành là gì, con không nói được. Thí dụ bây giờ thầy, thí dụ như tại hôm nay, năm nay là quý vị thầy thấy đủ duyên thì thầy cho quý vị cái bài nhà. Chứ thật sự xưa nay là thầy vẫn nói bát nhà, nhưng mà không nói qua ngôn cú của kính bát nhã. Người như thầy nói không? Có nghĩa là bao nhiêu ngày tháng nay thầy đều sống và nói bằng trí bát nhã, nhưng mà thầy không nói là thí dụ thầy không cần dùng chữ sắc tức thì không tức thì sắc, hoặc là chư phật trong, thầy sẽ không dùng những cái ngôn cú đó, mà thầy trực tiếp thầy cho quý vị thấy luôn là quý vị đang muốn cái gì, quý vị đang kẹt cái gì, quý vị có thấy cái thầy chỉ trực tiếp mà không qua cái ngôn cú đó, quý vị có thể nói không? Thì cái đó gọi là chỉ trực tiếp để cho mình nhận luôn cả cái sắc, mà không có dùng cái chữ là sắc thọ, mà thầy có dùng có cái kinh, mà thầy có thể dùng trực tiếp để làm sao dựng dậy được cái tiềm năng giác ngộ trong mỗi người. Thì đó, thì cái đó quý vị có thấy là nó dễ cho mình không? Trâm thấy sao? Dễ hơn không? Là tại biết sao dễ hơn không? Là tại vì thầy sẽ dùng cái ngôn ngữ thời nay, và dùng cái ví dụ thời nay, và dùng cái tâm thức thời nay để mà đánh thức quý vị nó nhanh hơn. Thay vì mình ngồi mình sẽ dùng cái câu chuyện của thời xưa. Thí dụ như bây giờ mình có thí dụ thầy có mình có một tiếng rưỡi đó, thầy có thể đi vào trực tiếp vào tâm thức của mình. Nhưng một tiếng rưỡi đó thầy có thể dùng để khai mở một cái bài kinh. Thì
thì cũng tùy chọn thế nào. Nhưng mà cái cuối cùng thì cái chỗ về cũng là một thôi. Thì cũng tùy chọn thế nào. Chọn bài kinh ha. Nhưng mà tại vì trong thầy cũng về bài kinh thì thầy cũng đã mở ở đây cái trí bắt của ngài trong liên hệ cái đó rồi, cho nên con được cả hai. Được cả hai, đúng rồi, nhưng mà ý thầy đang hỏi nè, cái đó là có gì wrong, nhưng mà thầy nói có những lúc thầy không có dùng kinh thì sao? Thí dụ hồi nãy thầy nói đó, có những lúc nhiều khi thầy chỉ xuất hiện cái thầy lấy cái chuông là thầy la thầy, thầy khai mở tuệ giác của quý vị thì chỗ đó là sao? Ý thầy nói ví dụ vậy thì sao, mình thua hả? À là cũng mở được, ok, vậy là mình open được. Nếu như vậy là đó thì là thầy cũng make sure là mình chọn cái nào cái đó, cái gì là quan trọng, là quan trọng là thầy khai mở điểm hóa cho mình, là sao mình nhận được cái trí bát nhã vô thường. Còn along the way thầy dù có khi thầy dùng kinh, có khi thầy không dùng, dùng kinh thì dùng phương tiện là nhiều khi ở dưới bếp cái duyên nó tới đó, dùng bưng cái tô cơm lên làm một cái điều để điểm hóa của vị giác ngộ thì thầy có thể dùng cái đó để điểm hóa, thấy không? Hoặc là nhìn cái bàn thấy có thể đánh thức được người đó giác ngộ thì thầy có thể đánh thức, thì nó lại không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì hết. Quý vị thấy chưa? Nó giống như thuốc thời này, thời xưa bác sĩ cho định bệnh xong cho cái thuốc đó, nhưng mà đời nay bác sĩ định bệnh xong nhưng mà không dùng tổng cộng dùng cái thuốc đó, dùng cái thuốc khác, nhưng mà cái thuốc khác cũng trị lành bệnh giống như thời xưa. Nhưng mà nếu cái người gạt bỏ thuốc thì sao? Cái người đó không uống cái thuốc kia kìa, thì thuốc kia bỏ như là bây giờ là sao? Nó là sao? Nó không có hữu hiệu, đúng chưa? Nhưng mà nói nó thuốc nó vong được không? Không, nó đúng trong thời đó. Nhưng mà thuốc này, nếu mà có những người không có uống thuốc này, thuốc không an toàn. Nếu có thuốc kia các bác sĩ thì giỏi hơn. Bác sĩ của ngàn năm về trước cho thuốc đó uống là bệnh. Thôi giờ con uống thuốc đó, con chỉ uống thuốc này. Thì sao người đó tại gì? Mà nói cái uống thuốc đó nó an toàn hơn. Rồi bây giờ không lẽ người ta nói thôi bây giờ con uống thuốc này thì mình phải xuống cho con uống thuốc kia nữa thì sao? Mình đúng rồi, nó tự nhiên mình chỉ không hiểu cái thuốc đó thôi thì đừng uống, hiểu không? Là tại cái thuốc đó là cho cái ông A, B và C thời Phật, nhưng mà thời nay là cái thuốc này là cho bệnh khăn ông dân này kia gì đấy, thì cái bệnh này nó khác ở bệnh xưa. Thấy không? Thì cái thuốc nó phải khác. Quan trọng là cái thuốc đưa vô đó, người đó có lành bệnh hay không, thì mình phải có trí tuệ để mình tiếp nhận được cái điều đó nha. Thì thầy dạy để mình có trí tuệ để mình tiếp nhận, cũng như bây giờ thí dụ nguyên nhân hồi nãy trở lại là vì sao thầy không để từ Phật, thấy chưa? Là trở lại là gì? Để cái này để làm gì? Là cái thuốc này là gọi là thuốc thời nay rõ chưa? À, thuốc thời nay mình cứ ôm cái thuốc thời xưa mình bắt là phải gì, con cũng thích thuốc thời xưa, con cũng thích thuốc thời nay. Đừng có quan trọng là thuốc mà quan trọng là gì? Thầy thuốc. Tại sao quý vị là quan trọng thuốc mà quý vị là quên thầy thuốc? Tự nhiên thầy thuốc không quan trọng thì quan trọng thuốc. Mình đi gặp là đi gặp thầy thuốc chứ đâu đi gặp thuốc. Nếu mà thuốc được ra phẩm mà xin thiếu gì ra lấy đi, thấy không? Đâu có cần phải đi gặp thuốc, là mình tự do nhưng mà mình lấy thuốc đúng là đó. Bây giờ thuốc mà kia đâu phải là thuốc mà mày, thuốc đúng hết, nhưng mà ai chẩn bệnh cho mình, ai cho thuốc mình uống, phải là thầy thuốc. Tự mình không thể ra lấy uống tầm bậy tầm bạ là gì? Là chết. Cho nên thời nay đa số Phật tử bị cái là muốn an toàn, cho nên thuốc nào cũng nhìn vô Phật và xin thuốc nào cũng uống, là kinh Phật cái gì cũng gì cũng đọc, cái gì cũng lấy, cái gì cũng uống hết. Một hồi là sao? Tại vì mình nghĩ cái đó là tốt mà. Cũng như thuốc là gì? Thuốc là tốt, có thuốc nào xấu đâu. Thuốc nào nó cũng có cái tốt, nhưng mà tốt đúng cái gì? Nên thì tốt đúng cái gì? Đúng bệnh. Đúng chưa? Mà cái đúng bệnh đó là phải đúng bác sĩ cho thuốc chứ không phải tự uống. Nếu tự uống chỉ là thay nó cho vui thôi, nhưng mà gọi là cái bệnh mà gọi là bệnh để mà gọi là đặc trị á, thì mình phải có bác sĩ chẩn bệnh và phải cho đúng thuốc. Chứ còn nhiều khi thầy biết ở đây mình nói là ô kinh Phật mà
chết rồi, bỏ kiểu đó là chết. Không phải. Mình chỉ biết là ôm đó là tất cả thuốc hay đó. Nhưng mà thuốc nó trị cho ai? Phải không? Cho nên quý vị biết là khi mà Đức Phật mà quý vị thấy khi mà Đức Phật nhận cái bàn rồi đó, mà bắt đầu mà viết lại đó, là cái thời Đức Phật còn tại thế đó, khi mà quý vị Đức Phật thuyết pháp á, con viết xuống không? Con viết xuống không? Tao không biết đâu. Sau này mới gì? Sau này Phật nhận cái bàn rồi mới viết. Thấy chưa? Đó. Nhưng mà quý vị thấy Đức Phật đã nói một câu gì? Đức Phật biết chúng sanh sẽ bám vào thuốc của Ngài. Cho nên Ngài nói gì? Ngài nói gì? Mấy người tin giỏi là trả lời Ngài nghe. Ngài nói gì? Nói gì chú Dân? Không biết không? Suốt 49 năm ta chưa nói một lời nào. Là bởi vì Ngài biết cái đám học trò này xong là nó mê thuốc của ta là nó có nhiều cái lời gì? Ta ủng hỏa nhau. Ngài cho nên Ngài nói là suốt 49 năm ta không nói được lời nào. Thay là Ngài phủi trơn là bởi vì biết cái đám này nó sẽ ôm thuốc của ta là nó uống thấy không? Uống hồi là mình không làm nó thành bệnh này. Thấy không? Rồi thêm nữa, nếu như mà sau này con phải biết lại thì Ngài có dạy, nếu mà quý vị không muốn biết lại thì phải có lục chủng thành tựu. Lục chủng là gì? Là phải biết giống như dạng lịch sử đó, là ai nói cho ai, nói giờ nào, nói ở đâu, thấy chưa? Đó là những cái đó là không, và khi nào tất cả nó là ví dụ phật thuyết cho ông A tại vườn Hiền Lâm Tiền Ni đi, và lúc đó nửa đêm rồi Phật nói cái gì và người đó khai mở cái gì, thì để gì? Để tránh tình trạng là dùng lỗ gì, lỗ thuốc, có nghĩa là ngày muốn kể để chứng minh điều đó là sự thật thôi. Nhớ chưa? Đây người ta là ngày nói cho nên ngày chặn liền, ngày biết là chúng sanh sau này là nó biết bả đâu nó chụp lấy thuốc gì nó cũng chụp, cho nên ngày chặn liền là khi viết xuống là không nói chung được, không có nói là Phật nói Phật nói cho ai và cái người đó nói là tâm trạng gì, cái tâm gì là có cái bệnh gì á, và lúc đó Ngài cho thuốc gì và cái thuốc đó cho lúc nào tại đâu, thấy không? Và người đó uống lành mình như thế nào, có bị thấy nó quan trọng chưa? Nhưng mà thời nay thì mình sao đâu có biết cái vụ đó, cho nên thôi ai giảng cái gì, ai nói cái gì rồi cái gì cũng là bắt đầu vô, cái gì cũng bỏ vô rồi là gì thành bệnh luôn. Hiểu thầy nói không? Thành ra giờ hôm nay thấy rõ nè, Ngài đã biết là Ngài khi Ngài đổ chúng sanh thời đó là Ngài biết là xong rồi, là tại vì là biết là Ngài đi rồi là người ta sẽ chấp vào tất cả cái lời của Ngài nói, cho nên Ngài đã phủ bằng cách là 49 năm ta không nói một lời. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Khi mà sau này Ngài biết là chúng sanh sẽ viết lại những cái gì Ngài viết, cho nên Ngài dặn An Nan là phải lục chủng thành tựu để tránh tình trạng là sau này thuốc bao nhiêu cũng Ngài đâu có dạy cho mình đâu, Ngài dạy cho cái người đó đâu có dạy đâu, Ngài đâu có kêu mình ra canh ra doanh ra lấy cái bài đó học đâu, cái bài đó lúc đó là thuốc là cho cái ông Nguyễn Văn A cũng bệnh chị B tại lúc đó thời đó, quý vị hiểu chưa? Thành ra cái đó là Ngài muốn mắc chua lại phải bỏ lại như vậy để sau này không có bị lẫn lộn lấy cái tập 7 tập 3. Thấy rõ chưa? Rồi Ngài còn dặn nữa nè, nếu mà chúng sanh nó sau này mà lấy sắc tìm ba, sắc lấy gì? Sắc lấy gì của ta? Từ form, hay không? Lấy âm thanh, lấy những cái âm thanh, những cái lời ta nói ra mà tìm ta, thì người đó hành đạo tàn không thể thấy như Ngài dặn hết trơn mà tại có biện chị nghe. Nhắm mắt nhắm mũi lại cái chụp uống thuốc tầm lưng tầm ba xong rồi không biết trời biết đất rồi, không chúng sanh thầy biết, Ngài biết rồi là sau này chúng sanh chắc vào gì tượng tướng của Ngài và âm thanh của Ngài cái gì Ngài nói ra biết xuống sách vở, cho nên Ngài chặt lên là nếu lấy sắc mà tìm ra cái tượng Phật có gì đồng tìm ra qua kinh sách có gì đồng tìm, cái đó là xong rồi, cái đó là bỏ rồi, cái đó là cho cái người đó đang rồi ta uống xong ta lành rồi ta xong thì dùng cái toa đi rồi mình sao cầm cái toa mình đi mua thuốc rồi uống, thấy không? Thật ra là nếu tìm ba qua âm thanh, nếu tìm ba qua sắc tướng rồi chúng
sanh thời này là tìm Phật ở đâu? Âm thanh là kinh sách, sách tướng là hình tượng. Thế không? Cho nên thành đạo gì? Đạo ta là đáng tu theo đạo ta. Vậy nó có thấy Như Lai đâu? Càng tu nó càng gì? Càng mù. Càng tu nó càng tẩu. Tẩu quả lắm ba. Càng tu nó càng chắc. Cho nên thấy một cái gì không có giống tướng đó, âm thanh đó là gì? Là không chịu. Thấy không? Thành ra cái chỗ đó, cái chỗ mình tỉnh ra mấy cái điều này nha. Tỉnh ra mấy cái điều này để chi? Để đó là mình chỉ biết lời Ngài biết chúng sanh phạm hết. Cho nên Ngài đã dạy, nói hết ra. Mà không ai chịu quay ngược lại nhìn lại cái đoạn đó. Có hết ở trong mắt mà không ai chịu quay về để nhìn lại cái đoạn đó. Mà chạy theo âm thanh sắc tướng, chạy theo những cái mà những cái tòa thuốc đã. Cái gì? Nó quả tạm gọi là gì? Quá. Quá đà. Hiểu chưa? Hiểu tòa thuốc quá đà chưa? Trời ơi, cái chỗ kinh Phật có thể nói là quá tòa thuốc quá đà. Quá đà đối với gì? Hiểu quá đà không biết anh? Nhận ra được không? Thầy nói vậy, cái người nó trộn cho thầy càng rồi ta. Sao tự nhiên kinh Phật thầy nói thuốc quá đát? Em toa thuốc đó là toa thuốc gì? Thời xưa nó có hiệu nghiệm với cái người đó. Phải không? Nhưng mà cái kết quả của thuốc, mục tiêu của Đức Phật có mặt trên đời này, cho dù cho bất cứ thuốc gì thì mục tiêu cuối cùng phải làm gì? Đưa chúng sanh tới cái trí đắc nhã vô thượng. Phải không? Hiện nay thầy cho tất cả thuốc mục tiêu để làm gì? Mục tiêu làm gì? Đưa mọi người đến cái trí bát nhã vô thượng. Phải không? Thành ra không quan trọng toa gì? Toa thuốc. Nhớ chưa? Đừng quan trọng toa thuốc gì hết á. Miễn sao thuốc của thầy đưa vô mà dựng dậy cái tiềm năng giác ngộ của vị, đánh thức được cái tuệ giác của vị và giải thoát của vị ra khỏi mọi cái vô minh tham ái sân hận là ok, được không? Rồi được canh ra.